nữ diễn viên xinh đẹp đánh cược với số phận để hạnh phúc bên chàng trai kém 7 tuổi. Trải qua bao sóng gió mới tìm được hạnh phúc đích thực. Diễn viên Lê Phương đang tận hưởng trái ngọt của tình yêu và miệt mài lao động nghệ thuật cho thỏa nỗi đam mê. Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa của khoa diễn viên sân khấu và điện ảnh của trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Phương bước vào nghề bằng vai chính trong bộ phim truyền hình Ký túc xá của đạo diễn Châu Huế. Nhân vật Thanh trong Ký túc xá là vai diễn đầu tiên của Lê Phương. Sau này, nữ diễn viên gắn liền hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu, gặp nhiều lận đận trong cuộc sống. Ngoài đóng phim, cô còn ghi dấu ấn trên sân khấu ca nhạc, kịch nói và tham gia game show. Sau đó, Lê Phương tham gia hàng loạt bộ phim khác như Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Những Cuộc Tình Trắng Đen, nhưng phải cho đến khi là vai Nhàn ở trong Vó Ngựa Trời Nam thì cô mới thực sự là người của công chúng. Vào vai Nhàn trong Y Vó Ngựa Trời Nam, Lê Phương trải qua rất nhiều vất vả trên phim trường, song cô đã có một vai diễn ghê để đời. Phim giành nhiều giải thưởng, hình ảnh Lê Phương xinh đẹp, dịu dàng cũng gây ấn tượng với đông đảo khán giả. Khuôn mặt bầu bỉnh, mái tóc dài xõa ngang lưng giúp Lê Phương phù hợp kiểu nhân vật gái quê hiền lành, được mệnh danh là vị chị hai quốc dân. Lê Phương được biết đến là một nữ diễn viên tài năng có thực lực được giới chuyên môn và công chúng công nhận qua từng vai diễn. Lê Phương từng chiến thắng giải thưởng HTV Award ở hạng mục nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất và nhiều giải thưởng khác như nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim năm 2018. Đề cử nhiều hạng mục tại giải Mai Vàng. Năm 2020, cô đoạt giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 với vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Gạo Nếp Gạo Tẻ là bộ phim truyền hình nổi bật trong năm 2018 của Lê Phương. Cô cũng mất nhiều thời gian, tâm sức để hoàn thành vai diễn nữ chính. Sau hơn 15 năm tham gia diễn xuất, đảm nhận nhiều vai nữ chính, gần đây diễn viên Lê Phương có dịp ôn lại kỷ niệm trong sự nghiệp của mình. Cô đã kết đôi cùng nhiều nam diễn viên trên màn ảnh Việt. Tôi may mắn được làm việc cùng các bạn diễn nam chuyên nghiệp. Lịch sự. Mọi người khi diễn chung đều nhiệt tình hợp tác, trao đổi trước khi quay để đẩy cảm xúc cho nhau tốt nhất. Không chỉ trên phim, ở hậu trường anh em đều rất vui vẻ, thân thiết dù phim đã đóng máy, Lê Phương bày tỏ. Những diễn viên Lê Phương từng kết hợp trên màn ảnh như Thanh Thức, Quý Bình, Khương Ngọc, Duy Khánh, Hà Trí Quang, Trương Minh Quốc Thái, Khương Thịnh, Thành Được, Quốc Trường, Trung Dũng, Trương Nam Thành, Huỳnh Đông, Hoàng Phúc. Từ vai diễn đầu tiên trong Ký túc xá đến những vai sau này như Giông Tố Cuộc Đời, Bìm Bịp Kêu Chiều, Tình Như Tia Nắng, Chỉ Một Tình Yêu, Trận Đồ Bát Quái, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lê Phương đều đóng đinh trong nhân vật hiền lành, cam chịu, có số phận trắc trở. Lê Phương lần đầu đóng vai phản diện trong Bí Mật Của Luật Sư. Ngoài tài năng diễn xuất được công chúng công nhận, Lê Phương còn sở hữu chất giọng ngọt ngào, thể hiện được nhiều ca khúc trữ tình bolero và cải lương. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi, chương trình âm nhạc và nhận được sự yêu mến từ công chúng. Lê Phương từng đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Quách Ngọc Ngoan trước khi tái hôn cùng ca sĩ Trung Kiên vào tháng 8 năm 2017. Cặp đôi phải mất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục gia đình hai bên đồng ý cho họ đến với nhau. Chồng nữ diễn viên kém cô 7 tuổi từng học nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình 2013. Hiện Trung Kiên là ca sĩ của đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Sau kết hôn, hai người nỗ lực hoạt động nghệ thuật, thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện. Đầu năm 2019, người đẹp phim Gạo Nếp Gạo Tẻ thông báo mang thai với chồng trẻ kém 7 tuổi. Vợ chồng nữ diễn viên hạnh phúc đón con gái, bé bông chào đời vào đúng ngày sinh nhật mẹ, 28/8. Chồng trẻ rất thương yêu con trai riêng của Lê Phương. Nữ diễn viên tâm sự, cà pháo còn thích trò chuyện với Trung Kiên hơn với chị. Trải qua bao sóng gió mới cập được bến bờ tình yêu, Lê Phương tâm sự về hạnh phúc lứa đôi, thời gian sẽ qua, vết thương sẽ nguôi. Sẽ có người dạy cho chúng ta biết trên đời này sẽ luôn có một loại tình yêu yên bình. Không phải vất vả theo đuổi, cũng không phải lo sợ được mất. Họ sẽ đến và điều duy nhất chúng ta cần làm là đưa bàn tay mình ra, dũng cảm đánh cược một lần nữa. Tổ ấm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười của Lê Phương và Trung Kiên Lê Phương của hiện tại vượt qua biến cố thật xinh đẹp.
rạng rỡ và tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật với nguồn năng lượng tràn đầy. Lê Phương và các bạn diễn. Lê Phương với tạo hình các nhân vật có màu sắc đa dạng. Lê Phương là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến của điện ảnh Việt Nam. Cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng và ấn tượng. Lê Phương bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khá sớm và nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình qua các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Cô được biết đến với những vai diễn đa dạng, từ những cô gái ngây thơ, trong sáng đến những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính. Lê Phương được khán giả yêu ái gọi là chị hai quốc dân y nhờ vẻ ngoài thân thiện, lối diễn xuất tự nhiên và sự gần gũi với khán giả. Lê Phương đã trải qua một cuộc hôn nhân với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan và hiện tại cô đang có cuộc sống hạnh phúc chồng kế và có thêm con chung. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lê Phương còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động từ thiện.